Hello, Út Nông Chân xin chào quý cô chú và các anh chị em nha. Thì tình hình là Út cũng mới vừa đi qua đại lý lấy thuốc về nè quý cô chú anh chị. Thì lấy thuốc về chuẩn bị cho ngày mai là tưới một cử dưỡng dưỡng rễ cộng chung với thuốc bệnh ở dưới gốc cho cái sầu riêng của vườn nhà nha. Thì cũng vừa mới đem về xong thì đem ra gốc sầu riêng rồi quay chia sẻ cho quý cô chú anh chị xem luôn nha. Thì cũng cập nhật được cái tình hình trái của cái miếng ghi sáo này của Út cho mọi người xem cái đi rồi mình qua mình quay thuốc nha mọi người. Đây thì tình hình trái của ghi sáo hôm nay thì nó đã lớn như thế này rồi nè quý cô chú anh chị. Này tầm này là tầm tên 40 ngày rồi nha. À, 1 tháng rưỡi rồi nha quý cô chú anh chị. Lớn rồi thì bắt đầu Út mua dưỡng rễ về mình tưới mình dưỡng rễ cho nó với cộng thêm thuốc bệnh để mình ngừa bệnh với bộ rễ cho bộ rễ nó khỏe, để cái vàng lá ở trên nó khỏe đủ sức để nó nuôi cái vàng trái nha. Chứ nếu mà một khi mà cái vàng rễ dưới yếu rồi nó hút phân không được thì nó cũng nuôi cũng trái nó cũng không đạt như quý cô chú anh chị. Bởi vì cái dàn bộ rễ dưới nó rất là quan trọng, mình Út cũng muốn chia sẻ cho mọi người biết nha. Cứ mạnh dạn là mình xử lý dưới nha, cũng không ảnh hưởng gì hết đâu quý cô chú anh chị. Tốt cho bộ rễ mình thôi chứ nó cũng không có gây hại cái dàn trái của mình đâu. Vậy quý cô chú anh chị nhớ yên tâm nha. Rồi thì mình Út chỉ quay sơ lược vậy thôi, rồi bây giờ mình tiến hành mình qua mình quay mấy cái loại thuốc này cho quý cô chú anh chị xem tham khảo nha. Thì cũng không có gì mà lạ lắm mọi người, thì cũng mấy cái loại thuốc quen thuộc trên thị trường thôi chứ cũng không có gì mà thuốc mới mẻ hay thuốc gì cao siêu lắm. Đây này là Matasi nè, để lý này nó cũng trùm sò quá, nó bán nhiều mà nó cho cái bột ngủ nhỏ quá quý cô chú anh chị ơi. Nó nhét từ lưa Matasi một rối này thuốc bệnh nha, 2 gói, 3 gói, 4, 5, 6 gói. Cái này Út mua 6 gói nha mọi người, 6 gói nha, mua chỉ 6 gói thôi, mình pha vô phi mình tưới chứ mình không có tưới nhiều nha. Thuốc bệnh giai đoạn này thì tưới sương sương nhẹ nhẹ thôi chứ cũng không có cần tưới nhiều đậm đặc đâu, nhiều quá thì nó cũng nóng bộ rễ nha. Tưới sương sương thì không sao, thì còn dưỡng rễ thì Út thường khi thì xài không ít hợp trí, nó rẻ mà nó hiệu quả lắm mọi người. Còn mấy bạn nào có điều kiện hơn thì xài hun mít Mỹ hay hun mít gì đó cũng tốt, nếu mà nó hiệu quả thì ok thôi. Riêng Út đây thì Út quen xài hun mít này rồi thì cũng ít có xài hun mít Mỹ lắm. Thậm chí là cũng đủ ngon lành rồi quý cô chú. Hồ hởm này chưa hết luôn, hồ lâu hết thiệt. Đây thì đây là 4 gói hợp trí, 4 gói hợp trí nha quý cô chú anh chị. 4 gói hợp trí này thì quý cô chú anh chị là mỗi gói này cô chú anh chị là pha cho khoảng 500 lít thôi, nhưng trong bao bì thì nó để khoảng 800 lít nước, nhưng mà thôi mình pha đặt lại chút xíu, mình pha cô đặt lại chút xíu khoảng 500 lít nước là vừa tưới ngon. Một gói 1 ký này pha cho 500 lít nước. Vườn của quý cô chú anh chị nào bao nhiêu cây thì mình tính ra một cây mình tưới khoảng 15 lít, 15 đến 20 lít vừa humic và vừa nước là được rồi. Thì một bịch này 500 lít thì một cốc pha tưới khoảng 15 đến 20 lít là ok. Thì nó phục hồi bộ rễ nha. Tại vì trong cái giai đoạn cái cây sầu riêng mà nó nuôi trái khoảng tầm 1 tháng rưỡi này á thì nó bắt đầu nó suy rồi nha, bắt đầu nó suy cái vàng lá nó xuống rồi nha quý cô chú anh chị.
tại vì cái bộ rễ ở dưới nó cũng đã suy yếu rồi, nó cũng để bởi cái nấm bệnh nó dị rất là dễ xâm nhập vô nha. Bởi vì nên nó trong cái quá trình mình cái khoảng 50 cái phần trăm đoạn đường này á thì mình phải bồi dưỡng cái bộ rễ cho nó tốt nha, để đảm bảo cái dàn lá nuôi 500 cái đoạn 50 cái phần trăm cái đoạn đường sau nè. Thì tầm này là tầm 1 tháng rưỡi rồi, thì cũng không có tới nữa, không có tới 1 tháng rưỡi nữa, là tầm khoảng hơn 1 tháng nữa thì nếu mà được thì có sầu riêng rồi. Nên mình giờ là mình bắt đầu mình lo được rồi nha, chứ mình đừng có để mà đợi khi mà cái dàn lá mình nó xuống quá mình mới lo là nó trễ rồi nha. Lúc đó là cái bộ lá mình nó suy yếu rồi, nó không phục hồi được nha. Mấy nay bệnh quá cũng hạn chế nói chuyện nên không có ra clip thường, nên với cô chú anh chị thông cảm nha. Rồi thì hôm nay sẵn đi mua thuốc về thì quay sơ sơ cho quý cô chú anh chị xem thôi, cũng không có gì là đặc biệt, nhưng mà không có gì là đặc biệt, nhưng mà nó rất là quan trọng ở trong cái giai đoạn là nuôi trái cái sầu riêng, nuôi trái tầm 1 tháng rưỡi nha. Thì làm gì làm thì mình bắt buộc mình phải tưới dưỡng rễ cho nó và thuốc bệnh cho nó. Thuốc bệnh thì quý cô chú thì lựa chọn những cái hàng mà thương hiệu chút, chứ mình không nên lựa chọn những cái hàng mới nha. Hàng của công ty mới thì nó tưới không biết xuống nó làm sao nha, chứ mấy cái hàng cũ để mình xài được mình yên tâm. Thì Matasi hay là hoặc là xài Glumin Gold cũng được quý cô chú anh chị, nhưng mà xài Matasi này thì nó cũng rẻ tiền hơn chút, chứ còn có điều kiện thì mình xài qua Glumin Gold thì càng tốt nha, tại nó có 2 hoạt chất, thằng này thì nó chỉ có 1 hoạt chất thôi, Metalaxy thôi, còn kia là nó được thêm cộng thêm hoạt chất Mancoz nữa. Nhưng mà hoạt chất chính trị bệnh của nó là Metalaxy là cũng đủ rồi nha, Mancoz là chỉ phụ thêm thôi. Rồi ok, cái clip này thì Úc chỉ muốn nhắc nhở và chia sẻ với cái kinh nghiệm mình làm như vậy thôi. Nếu quý cô chú anh chị nào thấy cái video này hữu ích thì cho Út xin một lượt đăng ký kênh nha, để Út làm tiếp những cái video mới nó hay hơn nha quý cô chú anh chị. Rồi xin cảm ơn quý cô chú anh chị, hẹn gặp lại.